Những lỗi vi phạm làm thí sinh bị trừ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023 với hơn 1 triệu thí sinh. Để tránh tình trạng sau kỳ thi phải ăn cơm chảy nước mắt thì các thí sinh nên tránh các lỗi vi phạm bị trừ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sau đây. Khi nhìn bài, trao đổi với thí sinh khác một lần trong buổi thi thì thí sinh sẽ bị khiển trách và bị trừ 25% số điểm của bài thi đó. Nếu đã bị khiển trách lần một nhưng thí sinh vẫn tái phạm hoặc trao đổi bài làm hoặc dễ nháp với thí sinh khác, chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình thì bị cảnh cáo và bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm thi thì sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài. Đặc biệt, cán bộ chấm thi sẽ cho điểm 0 nếu bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi, có hai bài làm trở lên đối với một môn, bài thi có chữ viết của hai người trở lên hoặc những phần của bài thi viết trên giấy nháp không đúng quy định. Ngoài ra, thí sinh bị đình chỉ bài thi nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo. Các lỗi bị đình chỉ bao gồm mang vật trái phép vào phòng thi như tài liệu, thiết bị truyền và chứa thông tin, đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào, viết, vẽ vào tờ giấy làm bài nội dung không liên quan, có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay là đe dọa thí sinh khác. Vì vậy, để có một kỳ thi trọn vẹn thì các sĩ tử nên tránh vi phạm các lỗi trên nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi thành công, tốt đẹp.